Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của bộ đôi Samsung Galaxy A34 và A54 chuẩn bị ra mắt mở bán tại Thế Động các bạn ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A14. Với hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 8.490.000. Và những và A34 và A54 thì đang trong giai đoạn đặt hàng tại Thế Động các bạn nha. Bạn sẽ được đặt hàng từ hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 3 và sau ngày 31 tháng 3 các bạn sẽ nhận hàng. Thì hiện tại giá chính thức của nó là 8.490.000. Khi bạn đặt trước sẽ được tặng cái tai nghe là Galaxy Buds 2 trị giá là 2.990.000. Được giảm 5% khi bạn mua cái gói bảo hiểm rơi vào 12 tháng ha. Đây. Samsung Galaxy A34. Kế rất là đẹp bạn. Thì Samsung Galaxy A34 này sẽ có màn hình là Super AMOLED 6,6 inch với độ phân giải là Full HD cộng bạn ha. Nó sẽ sử dụng hệ điều hành Android là Android mới nhất, Android 13. Và RAM trên chiếc Samsung Galaxy A34 là RAM 8GB, mẫu nhớ là 128GB. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản là 256GB bạn ha. Camera thì sẽ cộng 3 camera phía sau với camera chính là 48 megapixel. Hai camera phụ lần lượt là 8 và 5 megapixel. Camera selfie phía trước là 13 megapixel bạn. A34 này sẽ sử dụng con chip là Dimensity 1080 8 nhân và con này sử dụng được 5G ha. Thiết kế rất là đẹp luôn. Màn hình khá là to. Rất là to ha. Nếu bạn đặt trước sẽ được tặng cái tai nghe Buds 2 này các bạn. Của Samsung luôn, trị giá 2.990.000. Rồi, tiếp theo là Samsung Galaxy A54 5G có giá chính thức là 10.490.000. Hiện tại các bạn đặt trước sẽ được tặng tai nghe Buds 2 trị giá 2.990.000. Giảm 5% khi bạn mua thêm cái gói bảo hiểm rơi vỡ. Màn hình trong vòng 12 tháng. Đây là chiếc A54 với chiếc máy màu rất là đẹp luôn. A54 này thì sẽ có màn hình là 6,4 inch với độ phân giải là Full HD cộng. RAM trên máy thì sẽ có RAM là 8GB, nhớ là 128GB. Ngoài ra nó có phiên bản RAM bộ nhớ 256GB các bạn nha. A54 thì sử dụng con chip là Exynos 1380. Sử dụng được công nghệ 5G. Camera thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera phía sau với camera chính là 50 megapixel, camera phụ lần lượt là 12 và 5. Camera selfie ở đây là 32 megapixel bạn nha. Pin em sẽ có viên pin là 5000 và hỗ trợ là sạc nhanh là 25W. Thì A54 này hiện tại các bạn sẽ được đặt trước tại Thế Động từ hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 3 và sau ngày 1 tháng 4 bạn sẽ nhận máy. A54 sẽ được thiết kế cái mặt lưng này bằng kính các bạn ha, kính cường lực đúng không ạ? Kính. Mặc dù bóng nhưng nó rất hạn chế bám vân tay vào thôi. Các bạn cầm sẽ không thấy bám vân tay vào hồi nhiều lắm. Rồi thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá chính thức của bộ đôi Samsung Galaxy A34 và A54 tại Thế Động. Các bạn có thắc mắc gì để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn về sau. Bye bye.